Thì cái buổi Zoom như là buổi chia sẻ ngày hôm nay ấy, thì cũng muốn như cái tiêu đề mà đang đặt ra ở trên mình cho anh em, đó chính là sẽ gọi là cùng anh em đấy, gọi là chia sẻ anh em về phương pháp là đầu tư hiệu quả cũng như là lợi nhuận cao đó. Vậy thì ai ở đây anh em thì khi mà đầu tư thì ai cũng mong muốn lợi nhuận cao đúng không ạ? Đấy, anh em cũng mong muốn lợi nhuận cao không? Anh em muốn có đầu tư và muốn được là cái cách gọi là đầu tư phương pháp hiệu quả nhà lợi nhuận cao ạ. Câu hỏi ai chúng ta cũng đều muốn đó, bản thân mà mình cũng như thế, nên là mình có sau khi quá trình mà kiểu trải qua đó, khoảng 3 năm trên thị trường đấy, thì có một cái phương pháp mà mình rất là nhiều người nhà đầu tư cũng như những người mà thành công ngoài kia họ đã áp dụng, và ngay cả những cái người giàu, những người ta kiếm được triệu đô họ đã áp dụng cái phương pháp này. Thì chia sẻ qua mọi người đó, thì mình cũng gọi là đang sử dụng cái phương pháp này, nó gọi là phương pháp gọi là DCA, tức là mình mua giá Bitcoin từ cái lúc mà giá nó giảm từ gọi là 40.000 đô, giá giảm từ 40.000 đô đến 15k đô, và cho đến thời điểm bây giờ thì cái con số mình đã mua ở đó khoảng tầm là 900 triệu tiền Bitcoin, và bây giờ nó đang lãi khoảng tầm là hơn 100 triệu. Thì mình đang chụp cái hình ảnh khoảng tầm lúc giá khoảng không không kiêm kìa đấy, cho là mình đang làm slide mọi người, mình cần chuẩn bị trước, nên là mình sẽ cần chụp ảnh trước để làm cho mọi người đó. Thì là thì mình đã mua đó khoảng tầm là 900 triệu tiền Bitcoin với giá từ 40.000 đô xuống 15k đô đấy. À, đến bây giờ và đã lãi được khoảng hơn 100 triệu đấy, mà tính giá khoảng vào tháng trước. Thì vậy thì cái phương vậy thì bất cứ cái nhà đầu tư nào khi mà tham gia cái thị trường ấy thì đều cần phải gọi là có một cái phương pháp đầu tư đúng không ạ? Thì tuy nhiên cái phương pháp ấy mọi người cần phải gọi là hiểu rõ là dùng khi nào đúng không ạ? Mọi người cần biết là bây giờ mình biết là dùng khi nào này, dùng với con gì, nó có phù hợp với mình hay không thì mới có thể chiến thắng được đúng không ạ? Thì sợ nhất là đầu tư ấy, là khi đầu tư ấy mà anh em gọi là vừa mà không có phương pháp này, mà còn sợ hơn ấy là đầu tư nhiều phương pháp quá nhưng lại gọi là chấm hút mỗi phương pháp một chút đấy, một kiểu không? Kiểu hoặc là anh em lại đổi phương pháp liên tục đấy. Từ đó nên là sẽ gọi là nó không đem lại cái hiệu quả trong việc đầu tư, và nó sẽ khiến anh em bị lỗ đấy. Mà cái nữa ấy, mà nó không có một cái tư duy tổng thể nào nữa thì nó sẽ chắc chắn là lỗ và không có lãi. Thì tại sao mà Quang lại áp dụng gọi là DCA mua Bitcoin, tức là mình mua Bitcoin giá từ 40.000 đô mà không đợi giá giảm sâu hơn, từ giảm hơn ở giá 10 đến 15k đô mình mua hả? Nếu mà mua bây giờ thì chả được x2 đúng không? Thì tại sao Quang lại mua từ 40.000 đô mà không đợi giá đến 15.000 đô để mua? Thì cái hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái phương pháp cũng như là cái tư duy mà Quang đã áp dụng đầu tư trong cái thị trường cũng như là cái phương pháp này như thế nào. Vậy thì cái phương pháp mà mình giới thiệu cho anh em ở đây đó chính là cái phương pháp gọi là DCA. Ai nên dùng dùng khi nào đó, thì DCA viết tắt là dollar cost average, hiểu kiểu lúc nào hiểu theo nghĩa tiếng Việt đấy, thì tức là mua trung bình giá, tức là anh em mua từ từ, mua một cách từ từ. Thì giả sử ấy, lấy một cái ví dụ giả sử cho mọi người dễ hình dung hơn đó. Thì giả sử mọi người có anh em bảo anh em có 200 triệu dùng để đầu tư mua Bitcoin đúng không ạ? Thì đấy thì mọi người có thể là giả sử ở đây là mọi người có thể là mua là mọi người mua gọi là mua 200 triệu tiền, nó là mua Bitcoin với giá 600 triệu, thì các bạn mua được đó khoảng tầm 0,33 Bitcoin đúng không ạ? Nhưng cùng một số tiền là 200 triệu đấy, mọi người có thể chia vốn ra là 50 triệu người mua một lần đầu tiên là mua lúc 8 triệu ạ, giá BTC 8 triệu thì cho là cao đi, 50 triệu lúc mua BTC lúc 6 triệu, 50 triệu lúc mà 400 triệu này, 50 triệu lúc BTC 50 triệu đó. Vậy thì tổng ấy, tổng sau khi mà 4 lần chúng ta mua như vậy thì chúng ta sẽ mua được đó là khoảng tầm 0,37 Bitcoin đó, với giá trung bình gọi là 540 triệu. Thì mọi người thử so sánh mà xem với cái giá mà ở đây Bitcoin là 0,33 Bitcoin đó, thì chúng ta đã mua, rõ ràng là chúng ta nếu mà sử dụng phương pháp này chúng ta đã mua được nhiều hơn cái đồng Bitcoin là một đúng không ạ, tích lũy tài sản nhiều nhiều hơn. Cái thứ hai là chúng ta mua được cái giá trung bình, tức là giá chúng ta mua được là 540 triệu, là giá tốt hơn với cái giá là 600 triệu như ạ. Và thì đấy là mình đang gọi là cho mọi người thấy cái
gọi là cái gọi là so sánh cơ bản nhỏ để cho mọi người thấy được là cái việc là DCA mua giá trung bình ấy thì nó là như thế nào, để cho anh em hiểu rõ. Đấy. Thì những người nhà đầu tư mà phương pháp này ấy, thì gọi là người ta gọi là nhà đầu tư theo phương pháp trung bình giá, có nghĩa là thay vì mọi người chỉ sử dụng vốn gọi là mua một phát mua một lần đúng không, đấy, có 200 triệu cầm phát mua một lần luôn đó, thì tôi sử dụng thì mọi người sẽ sử dụng là từng đấy vốn chia ra mua nhiều lần ở mỗi mức giá khác nhau, thì người ta gọi đấy là mua, tức là mức giá trung bình đó. Thì phương pháp này sẽ dùng khi nào không ạ? Ok, biết là ok là mua chia chia ra mua nhiều lần với giá mức khác nhau đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp này khi nào, dùng trên con gì và ai nên sử dụng đúng không ạ? Thì chia sẻ mọi người qua thì cái phương pháp DCA này thì nó sẽ có hai loại chính. Thì đầu tiên đó là cái DCA không quan tâm đến giá, và cái thứ hai thì chính là DCA có quan tâm đến giá. Và trong cái DCA có quan tâm đến giá này nó có phân là hai loại nữa, đó là DCA lúc giá tăng và DCA lúc giá giảm đó. Thì thế thì bây giờ nhá, có một cái ở đây có một cái biểu đồ về Bitcoin. Thì anh em nhìn xem là đoạn này thì mình nên mua vào giá à? Anh em thấy là đoạn này mình có nên mua vào giá này chưa? Anh em mà thấy là đoạn này mình mua vào giá nào hay là như nào? Em là thấy mình có anh em nghĩ là mình nên mua vào đoạn nào? Thì có thể là ở đây là có thể là ở đây là khả năng là anh em cũng gọi là không biết đúng không, hoặc là không biết hoặc là chưa hoặc là kiểu là không ngủ ở đây đúng không đó. Thì bây giờ cái khả năng là không anh không biết đúng không, thì anh em thấy là đang có một cú đâm mạnh như vậy đúng không, thì bây giờ nếu mà tôi mua với giá này thì anh em chắc là mua giá này chắc là đáy đúng không, anh em có chắc là mình mua chắc là mình mua giá này không? Bây giờ chẳng may bắt đáy xong rồi nó lại xả sâu nữa thì sao đúng không, đúng không? Chẳng may tự nhiên biết là sau một cú giảm thì cú tăng đúng không, bây giờ bắt đáy vào thì nó giá nó giảm nữa thì sao đó. Thì bây giờ mình sẽ thử để cho giá nó chạy thêm một tí nhé, để anh em xem như nào. Đấy, thì bây giờ mình giá mình để cho nó giá nó chạy thêm một tí à, thì mọi người thấy là là giá nó tăng lên, vậy thì cái điểm lúc đấy là mình là mua là hợp lý đúng không? Mà vừa rồi mình mà mọi người biết là vừa rồi mình ví dụ cho anh em là mình hỏi anh em có nên mua không, thì có người thì bảo mua, có người thì bảo không nên mua. Đấy, thì tức là ở đây anh em còn chưa biết là mua giá nào, chưa biết là mua giá nào đúng không ạ? Thì làm sao mà gọi là tôi có thể biết được không ạ? Đấy, thì tức là chút là một cái là trong thị trường này thì chúng ta không thể biết được là cụ thể xác định được là đâu là đáy, cũng như tương tự là cái việc là xác định được đâu là đỉnh cả. Đó. Thế nếu mà chúng ta đã không xác định được đỉnh này hay là xác định được giá đáy rồi, vậy thì liệu cái phương pháp nào chúng ta không cần quan tâm đến giá đỉnh hay là giá đáy mà vẫn có thể gọi là chiến thắng được đầu tư trong thị trường này không ạ? Anh em không biết không ạ? Vậy thì cái câu trả lời ở đây chính là có cái phương pháp mà anh cần phải quan tâm bất kỳ giá của phương pháp nào. Đó, thì đó là cái phương pháp mà DCA trung bình giá mà không quan tâm đến giá. Vậy thì cái phương pháp này nó có thể áp dụng được khi nào? Đó, thì đầu tiên thì sẽ cần phải là áp dụng trên con gì đúng không ạ? Đó, thì cái phương pháp đầu tư không cần quan tâm đến giá này, anh em chỉ nên áp dụng trên các top coin mà đã tồn tại qua nhiều chu kỳ. Đó, và ở đây mình chỉ khuyên anh em là nên chỉ áp dụng được cho là Bitcoin và ETH thôi. Đó. Vì ngay cả những cái đồng coin mà được rất là nhiều kiểu ngày xưa được rất là nhiều kiểu người gọi là hô hào kiểu giá tăng giá giảm kiểu rất là công nghệ rất là kia đúng không, nhưng mà về sau vẫn kiểu giá vẫn giảm liên tục và không có quay trở lại như kiểu là mọi người có thể thấy là mọi người có thể xem những cái đồng tiền mọi người có thể tìm ra kiểu trên mạng ở trên CoinMarketCap là những cái đồng coin kiểu là EOS đồng coin của Trung Quốc ngày xưa thổi nổi một thời đúng không, rất nhiều người hô tung hô và mua bắt đáy, nhưng bây giờ giá nó quay trở lại đâu, giá cứ tiếp tục giảm và không tăng trở lại. Hay là đồng ICP ở Hoàng Tử Công Nghệ, hay đồng Sol này ạ, đồng Sol là giá tăng 200 bao nhiêu đô đấy, và ngoài rất là nhiều người đu đỉnh đó, và kiểu cứ ok cứ đi cứ mua thôi, cứ giảm cứ mua không cần tăng giá không, nhưng mà chắc gì một mùa sau nó sẽ tăng trở lại đúng không đấy. Thì đấy cho nên là cái phương pháp này nó chỉ phù hợp cho anh em là mua Bitcoin và ETH thôi đó. Đó. Thì ngay cả những cái đồng coin đấy, và tại vì ấy, bởi vì sao mình lại nói là Bitcoin
nên chỉ mua được Bitcoin và ETH thôi. Bởi vì Bitcoin và ETH nó đã chứng minh được gọi là ba cái yếu tố ở đây. Đầu tiên, yếu tố về lợi nhuận. Thứ hai là yếu tố về cộng đồng. Thứ ba là tồn tại qua nhiều chu kỳ. Mọi người ý là cái lợi nhuận về Bitcoin ấy, nó tăng trưởng qua từng năm, như ở một dung trước mình đã chia sẻ với mọi người ấy, là qua mỗi chu kỳ, qua mỗi từng năm, Bitcoin nó tăng trưởng và đem lại một cái lợi nhuận rất là tốt, đúng không ạ? Nó một cái kênh đầu tư đó, mang lại lợi nhuận nó rất là tốt qua nhiều thời gian, qua mốc thời gian chu kỳ rồi đó, rất được nhiều người công nhận rồi, đúng không ạ? Và cái cộng đồng thì sao? Cộng đồng rất được nhiều, ở đây cộng đồng thì sao? Cộng đồng là đã trải qua khoảng mười mấy năm và đã có gọi là được rất nhiều nước trên thế giới công nhận. Nhiều nước trên thế giới công nhận và đang gọi là có cái chính sách gọi là nhiều hơn về cái đồng Bitcoin để cho gọi là có nhiều người càng ngày quan tâm về Bitcoin, đúng không ạ? Đó, vậy thì đó là yếu tố cộng đồng. Và thứ ba là yếu tố về tồn tại quanh chu kỳ tài chính. Thế nhớ là Bitcoin nó là khởi đầu của trường crypto ạ. Nó đã trải qua rất nhiều cái chu kỳ rồi. Đấy, khoảng mình đã chia sẻ với mọi người, nó trải qua khoảng 3 chu kỳ, đúng không? Đấy, và ETH nó cũng tương tự như vậy đó. Đấy, vậy thì với ba yếu tố này ấy, những bạn nào mà kiểu đã nghe qua cái buổi Zoom trước ấy, thì mọi người có thể hoàn toàn hiểu cái gì mà mình chia sẻ vừa rồi, cũng như là quan rất chắc chắn là cái việc là Bitcoin ấy, kiểu gì nó cũng sẽ phá qua cái mức 100k đô, nhưng tức là giá Bitcoin sẽ phá qua mức 100k đô nhé, nhưng điều mà Quang không biết ấy, là chính xác là sẽ phá mức 100k đô là bao giờ. Thế nếu bây giờ mọi người kiểu biết chắc là nó sẽ phá qua mức gọi là 100.000 đô, đúng không? Mức 100.000 đô đấy. Nhưng mà không biết cụ thể thời gian là bao giờ, thế thì chúng ta sẽ đầu tư như thế nào? Thì chiến lược gọi là mua ở đây đấy, chiến lược gọi là DCA ở đây là mỗi tháng mọi người gọi là đều cắt ra một phần thu nhập để mua vào giá Bitcoin và không cần quan tâm đến giá đó, và mua vào không cần quan tâm giá đó. Thì để cho mọi người hình dung rõ hơn thì mình sẽ sử dụng cái công cụ là cost AVG, cost AVG.com để chúng ta đo được cái lợi nhuận mà khi mà chúng ta DCA theo mốc thời gian ở đây thì nó sẽ như thế nào. Đây thì mình sẽ cho mọi người thấy, ví dụ đây, đây là mình đang sử dụng cái công nghiệp một cái công cụ là DCA Bitcoin, đúng không? Đó, thì theo mốc đây, đấy là mốc thời gian, đây là từ mình giả sử là mình mua Bitcoin là đầu tư với chiến lược là vào từ 2017 đến 2020 đi, bởi vì cái mình sẽ cho với cái mốc thời gian là khoảng là tháng 12 tháng tháng 12 2017, bởi vì lúc đó là bởi vì cái thời điểm này nó là đỉnh của thị trường vào năm 2017 đó đó, và mình bắt đầu mua với cái chiến lược ấy, thì là mình sẽ gọi là với một cái người gọi là một cái người thu nhập đâu đó tầm lấy một cái một phương pháp với một cái gọi là một người mức thu nhập mỗi tháng khoảng 20 triệu thì cắt ra đó khoảng tầm 5 triệu, thì ở đây là tương ứng với khoảng tầm gọi là 200 đô 200 đô đó, thì cứ mỗi tháng cắt ra 5 triệu đầu tư như thế đầu tư như thế đó. Thì gọi là sau khoảng một thời gian khoảng 2 năm đó thì sẽ tích sản được một số lượng gọi là Bitcoin là khoảng 1,9 Bitcoin, và với cái số vốn bỏ ra ban đầu là với số vốn bỏ ra tổng ấy, tổng cộng của nó là 180 triệu, tương đương với là 7.400 đô đấy. Thì sau khoảng 2 năm đây mọi người thấy đây, là bắt đầu từ tháng 12 cho đến bắt đầu đến kết thúc là cuối tháng 1 2020, tổng số tiền đầu tư là 7.400 đô đấy, số Bitcoin mua được là 1.900 đô đấy. Và so với cái giá, tính với cái giá ở đầu năm 2020 2020 đó. Đây, đây, đây. Đó. Thì trong khoảng 2 năm từ cái đỉnh mà 2020 2017 cho đến 2020 mà tính thì ở đầu năm khi mà mua như thế trong khoảng 2 năm đó thì dễ dàng là sẽ đạt được gọi là mấy cái mốc là trung bình giá ở cái giá là Bitcoin là khoảng 7.000 3.700 đô trên Bitcoin đó. Thì mọi người đây mà cái giá ở thời điểm mà 2020 ấy thì nó đó khoảng tầm 7.600 đúng không ạ? Với tương đương đó là khoảng tầm x2 đúng không ạ? Mà bây giờ mọi người đầu tư thử xem mà đầu tư mà lại đem lại lợi nhuận x2 trong khoảng 2 năm đó thì nó cũng là ok đúng không ạ? Đối với đất thì mình nghĩ chưa chắc đâu, nhưng mà tùy đấy, nhưng mà so với cái giá kiểu Bitcoin mà khoảng ở đỉnh như sao
thì mà với Bitcoin cùng một cái lượng tiền như thế ở cái thời điểm đó mà giữ được đến cái năm 2021 thì sau khoảng 4 năm thì lãi sẽ gấp 17 lần. Đó. Lãi gấp 17 lần tức là bây giờ lãi gấp 17 lần thì tức là ví dụ lãi lãi gấp 17 lần ấy, thì đó khoảng bây giờ mọi người có tầm 180 triệu đúng không? 180 triệu là 700 đô. Mà lãi 10, lãi x10 thì đâu khoảng tầm là 1 tỷ 8 rồi. Đó. Đó, ở 1 tỷ 8 rồi. Còn bây giờ mà lãi 17 nữa thì nó gặp gấp đôi lên nữa, khoảng là bằng 3 tỷ 6 không ạ? Đấy, tầm 3 tỷ 6 đúng không? Đấy. Thì nếu mà đấy, thì đấy là giá đối với giá ở đỉnh. Và ngay cả với cái giá hiện tại là đâu đó khoảng tầm là 26.000 đô như bây giờ đúng không? Thì vẫn dễ dàng nó đem lại một cái lợi nhuận đó khoảng tầm là x6 vốn và lãi ở đó khoảng tầm 4-5 ngàn đô, đó khoảng gần 1 tỷ đó. Nếu mà so với giá khoảng hiện tại bây giờ đó, thì vẫn đem lại một cái gọi là lợi nhuận nó rất là lớn đúng không ạ, rất là ngon đúng không ạ. Thì cái phương pháp này nó sẽ phù hợp với ai đó, phương pháp này nó sẽ phù hợp với ai? Thứ nhất đó là phù hợp với người ít thời gian là một đó. Không có quá nhiều vốn đó. Ở đây và đây nữa là không có quá nhiều thời gian để tìm hiểu thị trường crypto đó, và phù hợp với những ai có vốn dày này, vốn nhiều đó. Vốn ai vốn dày vốn nhiều và vốn ai vốn nhiều chưa đấy, thì đấy là cái phương pháp này nó sẽ phù hợp với những anh em nào mà đang có cái gọi là hiện trạng hoặc là đang có cái gọi là kiểu ít thời gian như thế. À, thì những kiểu anh em kiểu dân văn phòng hoặc là anh em kiểu ở mảng bất động sản hay là mảng kiểu những cái mảng truyền thống kinh doanh không có nhiều thời gian công việc tham gia vào cái lĩnh vực đầu tư tài chính Bitcoin đúng không? Đấy, thì hoàn toàn có thể sử dụng cái phương pháp là DCA, mua không cần quan tâm giá. Đó, được chưa ạ? Đó, thì nó sẽ rất là phù hợp với những anh em là mà đang vừa có kinh doanh này ở mang bên ngoài mà cũng muốn đầu tư vào cái thị trường này. Đó, thì nó sẽ rất là phù hợp. Đó, có vốn mà và có thu nhập hàng ngày, thu nhập hàng tháng để mua tích trữ, hoặc là những anh em kiểu văn phòng, dưới văn phòng bận công việc đầu tư và không có thời gian để tham gia thị trường tài chính có nhiều đó, thì nó cũng rất là phù hợp. Thì lần trước ấy thì mình đã chia sẻ mọi người là về cái quy trình gọi là tài chính gọi là nó có 3 giai đoạn đúng không ạ? Là ở buổi trước ấy, là ví dụ tích lũy, tăng trưởng và giảm giá. Thì bây giờ trước khi mà bao giờ trước khi bơm thật thì nó sẽ có giai đoạn bơm thử đúng không ạ? Trước khi giảm giá thì nó cũng sẽ có cái nhiều khác gọi là giảm giá bơm xả thị trường đó. Vậy thì bây giờ nó đưa đến một cái phương pháp thứ hai, đó là cái phương pháp gọi là DCA, có quan tâm đến giá đó. Thì khi mà mọi người xảy ra những cái trường hợp mà kiểu giá giảm giá tăng như thế đó, thì nó sẽ như thế nào, thì nó sẽ sinh ra cái phương pháp như này đó. Thì phương pháp DCA có quan tâm đến giá này nó sẽ gọi là ha, nó sẽ gọi là cần anh em gọi là phụ thuộc có một cái kiến thức gọi là về là phân tích về giá Bitcoin đó, về phân tích kiến thức kinh nghiệm là khi nào mua khi nào bán đó, phân tích vĩ mô, phân tích kinh tế đó. Thì để cho anh em có thể ví dụ cho anh em hình dung dễ hiểu hơn đó. Thì bây giờ nhá, khi mà anh em đầu tư những cái con mà kiểu anh em mình mặc đánh giá là ở kiểu xu hướng dài hạn đó, trong tương lai đó, ngắn hạn hay là trung hạn đấy, là nó có thể là đoán con này đang là tăng đó. Khả năng cao là nó sẽ tăng đó. Đó. Nhưng hiện tại giả sử ấy, nó đang có một cái cản cứng ở đây, nó đang có một cái cản cứng ở đoạn này đấy. Đúng không ạ? Nó đang có một cản cứng ở đoạn này đó. Đó. Thì khả năng mà khả năng cao mà hiện tại mà giả ấy, mà nó đã mà hiện tại nó đã qua qua 2 lần này, hiểu chưa? Nó đã 2 lần bơm thử đúng không ạ? Bơm thử này, bơm xong lại giảm, bơm giảm đó. Thì anh em thử đoán thử xem là rằng khả năng cao là nó sẽ bơm thật không, nhưng mà không biết cái này nó bơm thật hay bơm thử đúng không ạ? Đó. Thì bây giờ nếu thử là anh em kiểu bây giờ anh em thấy đáy không mua vào bây giờ thế bây giờ mà để mà anh em hiểu anh em đợi nó tăng anh em không biết là bây giờ anh em đợi nó tăng lên thì tăng hẳn lên để nó rõ đúng không ạ? Bây giờ nó phải phá qua cái vùng kháng cự đấy đúng không ạ? Như anh em học phân tích ấy thì nó phải phá qua vùng kháng cự thì mới gọi là xác định được xu thế tăng, thì anh em mới có thể bắt đầu vào mua đúng không? Nhưng bây giờ anh em mua vào cái giá này đấy. Thì bây giờ nếu mà mua giá này thì nó cũng gọi là
không phải là xấu nhưng mà cũng gọi là mua vào thì cũng chả được bao nhiêu, mà chả may gọi là đu đỉnh thì sao đúng không ạ? Đu đỉnh thì sao, đôi khi nó lại thiệt đúng không? Thì bây giờ quay lại cái điểm này đó, thì hay là anh em mày mua ở giá này đúng không ạ? Thì nói thật là đến gọi là anh em có nghĩ rằng là mình có nên mua giá này không, anh em có nên nghĩ là mua giá này không? Thì nói chung là ngay cả đấy bản thân Quang thì cũng chả biết được là mua giá này nó thực sự tăng luôn hay không đó đúng không ạ? Biết đâu thì chẳng may là bây giờ anh em mua vào này nó cho một cú sập như vậy thì sao đúng không, lại cho một cú chẳng may anh em mua vào phát đấy cho cái bọn lái giá ấy, bọn trường nó thấy anh em nhiều anh em mua vào quá nó thấy không đẹp nữa đó, không thấy ngon nữa đó, nó lại xả xuống, thế là anh em mất tiền nó ăn đúng không đó. Vậy thì thế bây giờ cái chiến thuật ở đây là sao? Là ở đây tức là với chiến lược, nhưng mà chiến thuật mua vậy là anh em mua thay vì anh em gọi là tức tay only đó, thì bây giờ tôi chỉ gọi là lấy một chiếc gọi là dép lên thường trước, tôi chỉ mua khoảng tầm 30 50% vốn thôi đó. Thay vì tôi tất tay tôi mang hết tất cả tiền tôi mua đúng không đó, thì để đấy thì nếu mà thì và đến khi mà em đợi nó gọi là nó một phát là nó đẩy qua cái chỗ này ấy, mức này không đó. Anh em gọi là đẩy qua gọi là đợi nó gọi là đẩy qua cái mức gọi là cái mức kháng cự ấy đúng không, kháng cự ấy. Đấy, thì để nó lên rồi đó, để nó đi qua để làm cho nó gọi là xác định cái xu hướng gọi là nó tăng rõ ràng đi đó, thì lúc đấy tôi mới gọi là ném chiếc dép nốt còn lại lên thuyền đúng không ạ? Thì lúc đó thì anh em bảo anh em đã vào 30% rồi thì có thể vào thêm 30%, hoặc là anh em nào đã vào 50% thì có thể vào 50% đó. Thì gọi là thì với cái cách này thì anh em gọi là thì cái giá trung bình của anh em mua ấy thì nó có thể gọi là không được gọi là giá tốt nhất, nhưng gọi là anh em sẽ mua được là cái giá gọi là lưng chừng đâu đó ở cái đoạn này đó, và sẽ có lãi đó. Thì cái cách này ấy, thì với cái cách cả với cái cách này ấy, thì trung bình giá mình anh em mua ấy, có thể một giá tốt là nó sẽ là cái gọi là giá để có lãi và ngon đúng không ạ? Thì đây là cái cách để anh em có thể gọi là tránh được là những cái chiêu trò gọi là rung cây dọa khỉ của thị trường, cũng như là tránh được cái những cái chiêu trò kiểu là sợ bỏ lỡ cơ hội đúng không? Như ở mình vừa là là anh em đợi giá tăng lên, anh em đợi giá tăng hẳn lên thì mới bắt đầu mua đúng không? Nhưng mà bây giờ mình đã chia ra là mua những cái lần để gọi là mình gọi là giảm thiểu cái sự gọi là tránh FOMO bản thân, hoặc là tránh sự bỏ lỡ cơ hội đúng không ạ? Thì nếu mà nó tăng lên như thế nữa thì gọi là anh em đã gọi là loại trừ được cái rủi ro như thế. Thì đây nó gọi là phương pháp DCA giá tăng đó. Vậy thì phương pháp này ấy, nó gọi là phương pháp mà trung bình giá khi giá tăng. Thì khi mà anh em gọi là sắc để mà dùng được cái phương pháp này thì anh em cần phải dùng khi nào? Đầu tiên đó là dùng khi mà anh em xác định được xu hướng giá tăng của đồng cơ đó. Và cái ưu điểm của cái DCA giá tăng này đó là anh em tránh FOMO sợ bỏ lỡ, và không sợ và tránh FOMO sợ bỏ lỡ cơ hội khi giá tăng lên đúng không ạ? Anh em hiểu, bây giờ anh em không có hàng đúng không, anh em là thấy chẳng may nó tăng bây giờ một phát chẳng may nó tăng giá sao đó, thì anh em có thể hoàn toàn là sử dụng cách này để mua theo từng mốc đó. Đấy. Khi mà giá nó tăng hơn nữa thì anh em phải mua thêm để gọi là tránh FOMO bỏ lỡ cái cơ hội giá, và tránh được những cái cú bơm thử rung cây dọa khỉ thị trường đó. Đó, nó bơm thử nhiều lần không, làm cho anh em biết không biết là bây giờ có nên mua vào hay không, hoặc là có nên đợi nó phá qua để mua không đó. Đấy, thì là tránh được những cú đấy nữa đó, và an toàn. Và cái phương pháp này nó sẽ giúp cho anh em là an toàn gom vốn. Cái nhược điểm ở đây ấy, nhược điểm của cái phương pháp này ấy, đó chính là giá anh em mua vào ấy, thì gọi là chưa phải là cái giá tốt nhất đúng không ạ, chưa phải là cái giá gọi là giá tốt nhất nha. Thì còn thế thì đấy đấy là phương pháp gọi là DCA giá tăng. Thế thì còn với phương pháp DCA giá giảm thì sao? Thì với phương pháp mà DCA giá giảm ấy, thì nó sẽ dùng như nào, là dùng khi bởi vì giá giảm thì khi giá giảm là khi mà giá càng giảm đúng không ạ? Anh em dùng là DCA giá giảm ấy, nó là cái phương pháp là khi mà giá càng giảm thì anh em sẽ cứ tiếp tục mua vô đó, giá càng giảm anh em càng mua, giá càng giảm anh em càng mua. Thì để mà sử dụng cái phương pháp này ấy, thì anh em sẽ cần sử dụng thế nào? Đầu tiên đó chính là dùng khi mà phân tích được trung hạn cái dự án đó, coi con cái dự án coi đó giá nó có thể tăng. Vậy thì ưu điểm của cái việc DCA giá tăng này nó sẽ như nào?
Thì đầu tiên đó là anh em tránh được cái FOMO, sợ bỏ lỡ cơ hội khi mà giá giảm, đúng không ạ? Kiểu anh em thấy rằng là Bitcoin sập hay là những cái đồng coin sập, kiểu anh em phải bắt đáy đi đúng không? Nhưng mà anh em bảo bây giờ sợ bây giờ bắt đáy lại xuống nữa hay sao, hiểu không? Bây giờ bắt đáy là thì nó lại sập nữa thì sao, lại lỗ đúng không? Nhưng mà cái phương pháp định giá giảm như vậy ấy, thì nó sẽ giúp cho anh em là loại bỏ cái tâm lý luôn, loại bỏ cái sự lo lắng về cái việc là sợ cái việc là khi mà giá giảm đó, loại bỏ cái tâm lý cho anh em. Còn nữa là chính là phương pháp này ấy, sẽ đem lại cho anh em một cái lợi nhuận và lợi nhuận lớn anh em, và giúp cho anh em mua được cái giá trung bình tốt hơn so với cái giá so với cái việc là đầu tư DCA giá tăng đó. Mà nhược điểm, nhưng mà cái nhược điểm của cái phương pháp DCA giá giảm ấy, đó là việc là rủi ro cao và khả năng là bị cộng vốn, om vốn nếu mà anh em phân tích sai con đó, hoặc là khả năng mất vốn nữa đó. Thì đấy là cái mà phương pháp DCA giá giảm. Và để mà thì quay có trở lại phương pháp DCA giá giảm ấy, thì mọi người sẽ cần sử dụng thế nào, mình sẽ cùng gọi là mọi người phân tích kỹ hơn để chi tiết là cái cách mà kiểu, biết là cần phân tích coin để nó tăng giá mà nó khả năng tăng giá không? Thì để chi tiết hơn đấy, để phân tích như là thì bây giờ mình ví dụ như mình để mà mình phân tích một cái đồng coin để mình DCA giá giảm ấy để mua ấy, thì mình thường có bốn cái tiêu chí cơ bản để anh em có thể gọi là đầu tư khi mà đầu tư vào phương pháp giá giảm như vậy. Anh em có muốn biết cái bốn cái tiêu chí cơ bản này để gọi là để đầu tư phương pháp DCA giá giảm không ạ? Em mong muốn không? Em muốn biết cái bốn cái tiêu chí mà mình thường áp dụng để đầu tư vào cái việc DCA giá giảm không? Anh em muốn biết thì hãy comment số 1 để mình có thể chia sẻ với anh em cái bốn cái tiêu chí này để anh em có thể áp dụng cơ bản khi mà đầu tư cái phương pháp DCA giá giảm đó. Đấy, vừa mình chia sẻ anh em phương pháp DCA giá là không phải quan tâm giá, đúng không ạ? Giá tăng là anh em cần phải phân tích kỹ thuật, hoặc là biết là ở xu hướng đang tăng đang lên, bây giờ đi DCA giá giảm đó. Đi DCA giảm nó lại không giống với cái kia, nó lại cần có bốn cái tiêu chí nữa, bốn cái tiêu chí mà để có thể anh em thể tham gia phải đầu tư theo cái phương pháp này được. Ok, thì vậy thì ở đây bốn cái tiêu chí mà của mình, đầu tiên nó là cái việc là cái quỹ. Ở đây anh em nào, đây có bốn cái tiêu chí, là tiêu chí đầu tiên đấy, đây là mọi người là phần phải biết là là xem cái quỹ cũng như là cái đội ngũ phát triển của dự án, người đứng đằng sau quỹ ở đây là ai, quỹ là những cái kiểu những nhà đầu tư, những cái quỹ tài chính là họ là ai, họ có tiềm lực tài chính hay không, lịch sử của những cái quỹ đầu tư vào và cái con anh em đầu tư ấy, nó đã từng đầu tư thành công những con nào hay chưa, trong quá khứ nó đầu tư những con nào rồi đó. Kêu gọi vốn bao nhiêu, con này đang kêu gọi vốn bao nhiêu, đúng không ạ? Đội ngũ có thông tin như nào, có uy tín hay không, có kinh nghiệm phát triển dự án hay không, có kinh nghiệm phát triển dự án tiếp tố chưa, lộ mặt hay là không có thông tin đó. Và thứ hai là chính là giá của đồng coin đã được bơm hay chưa đó. Vậy thì những cái đồng coin mà kiểu nó chưa được bơm mà nó mới được gọi là rất nhiều quỹ đầu tư, đúng không ạ? Thì anh em nên phải để ý. Và thứ ba đó là đánh giá dự án. Để đánh giá dự án ấy, thì anh em sẽ đánh giá xem là cái dự án này ấy, nó có sáng tạo chưa, nó có khác biệt với những cái sản phẩm tương tự khác hay không, công nghệ hay giá trị câu chuyện là của cái dự án đang tạo ra, nó đang gọi là khơi dậy ra thì hướng tới nó có tiềm năng và nó trong tương lai nó có gọi là cái phát triển được nữa hay không, mà nó có giúp cho nhiều người, là giúp có cái giá trị gì không đó. Những cái câu chuyện, những cái giá trị, cái công nghệ của họ, công nghệ của dự án đó. Và cái thứ tư, cái cuối cùng đó chính là cộng đồng, như là của họ có hoạt động tích cực hay không, có người dùng thật hay không, nhiều hay là ít, tốc độ tăng trưởng người dùng như thế nào đó. Mức độ quan tâm thế nào, mức độ quan tâm kiểu mức độ quan tâm của anh em là kiểu cộng đồng cái dự án, kiểu dự án ví dụ như kiểu dự án của ARB hay dự án ORB, rất là nhiều hàng ngày hàng tháng luôn có cái số lượng gọi là ví được ví tạo mới liên tục ở trên hệ sinh thái, hoặc là có thêm nhiều người dùng thật đấy, và họ vẫn đang tạo ra cái doanh thu dựa trên cái nền tảng của họ đấy, tức là những cái con số thông số vẫn đang được phát triển, vẫn đang được gọi tăng trưởng hàng ngày, thì đó là cái cộng đồng, cái tín hiệu tích cực cho cái dự án để anh em phải đầu tư, là như vậy đó. Thì đấy vừa rồi là cái và thì các
thì bốn cái tiêu chí này ấy, thì nó sẽ hỗ trợ rất mạnh cho câu chuyện là ở con này về dài hạn hay là trung hạn nó có tăng hay không, các dự án nào mà thỏa mãn những điều kiện nhiều tiêu chí ở đây, tức là bốn thỏa mãn cả bốn tiêu chí ấy, thì anh em càng nên sử dụng cái phương pháp đi theo giá này cho mình. À, còn nếu mà nó chỉ thỏa mãn khoảng tầm một cho đến hai tiêu chí thôi à, thì dùng cũng được nhưng mà rủi ro khá là cao. Mình, theo mình ấy, thì mọi người nên sử dụng là khi nó đạt đủ bốn tiêu chí thì để đảm bảo nhất. Vậy anh em bây giờ thì bốn cái tiêu chí này ấy, thì đã mình đang chỉ cho gọi là chia sẻ cho mọi người qua à, gọi là cơ bản để anh em thể hình dung rõ hơn là những cái gì mà mình phải kiểm tra khi mà đầu tư một dự án đó. Mọi người đầu tư xem cơ bản này là cũng cũng được rồi đó, thì còn muốn mọi người hoặc là muốn kiểu biết chi tiết hơn nhỉ, cách để xem những cái thông tin này ở đâu hay là cách vào đâu để xem, cách mình check dự án như nào, mình đầu tư xem nó như nào đó, thì sẽ có một buổi zoom sau đó, thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về phần này cho anh em ở những cái chủ đề buổi zoom tiếp tới đó, để ví dụ cho anh em à, hoặc là và để cho anh em ví dụ về những cái đồng cần hay đồng coin mà nó đang có cái à, gọi là đạt đủ bốn tiêu chí này nhé. Thì anh em muốn biết những cái đồng coin nào đang đạt đủ bốn tiêu chí này không ạ? Anh em có muốn biết không? Anh em có muốn biết bốn là những cái đồng coin nào đang đạt đủ bốn tiêu chí này không ạ? Thì mình để mình gọi là nói lại cho anh em. Anh em muốn biết thì hãy cho mình số 2 nhé, để mình chia sẻ anh em bốn cái con nào đó đang đạt đủ bốn cái tiêu chí này, đạt đủ khoảng vài tiêu chí, ba bốn tiêu chí này. Đó. Thì có ba cái con như là có một vài con mà mình đã cũng là nhắc cho mọi người à, khá nhiều, thì đó đầu tiên đó là cái con Arduino chung, hai đó là con ỏ đó, và ba là con linh. Thì ba con này nó đang thỏa mãn 3 đến 4 3 đến 4 tiêu chí ở đây, 3 đến 4 tiêu chí mà mình đã liệt kê ra ở đây rồi đó. Thì đấy là ba con ỏ ỏ này, Channing này và Arctic chung đó. Thì đó là ba cái con mà anh em có thể sử dụng phương pháp để CA giá đó. Và mình cũng đang áp dụng và đầu tư vào những con này đó, và mình sẽ cầm nó cho đến 2025 nhỉ, 2025 2027, một mùa chu kỳ thị trường tăng trưởng tiếp theo đó. Thì gọi là anh em với những con này ấy, thì anh em thể hoàn toàn là chia vốn nhỏ ra, chia vốn ra để mua nhiều lần đó, đi xây ở đi xây giá rồi đi xây giá mà, thế là mình phải mua, gọi là mua giá nó giảm dần đúng không, thì mình phải chia vốn ra chứ còn đừng có tất tay hết vào một lần kiểu thấy giá ngon đúng không, mua không, chia vốn nhỏ ra cho từng con một để mua vào dần đó, thì mọi người sẽ gọi là sử dụng cái việc phương pháp này đó. Thì đấy là vừa rồi là chốt lại vừa rồi mình đã chia sẻ mọi người là để cái phương pháp đầu tư mang lại cái lợi nhuận hiệu quả cao, ít rủi ro đúng không ạ, lợi nhuận cao, hiệu suất cao. Thì đó, mình tổng kết lại thì đây là phương pháp gọi là DCA. Thì trong DCA sẽ có là DCA không quan tâm đến giá này, DCA là quan tâm đến giá tăng này, quan tâm đến giá giảm đúng không ạ, DCA đến DCA không quan tâm đến giá, thì nó chỉ áp dụng chỉ khuyến khích anh em là áp dụng với Bitcoin và ETH thôi, và cách đầu tư là mỗi tháng trích ra một phần thu nhập để mua đó, không cần quan tâm đến giá, mua bây giờ luôn đó, mỗi tháng anh em mua từ bây giờ đó, cho đến uptrend, hoặc là mua từ bây giờ mỗi tháng trích ra mua đó, cứ mỗi tháng trích ra một phần tiền mua đấy. Và phù hợp với những người anh em nào mà ít thời gian này đấy, không có nhiều thời gian để tìm hiểu thị trường crypto, phù hợp với những ai có vốn dày vốn nhiều đó. Phương pháp giá tăng thì đây dùng khi nào đó, ưu điểm nhược điểm ra sao đó, thì anh em có thể chụp màn hình nó lại nhé, anh em phải hoàn toàn là chụp cái màn hình nó lại để lưu lại về trong cái màn hình của anh em, để gọi là anh em lưu nó lại để anh em thể áp dụng cơ bản đúng không ạ. Nếu mà anh em thấy cái này nó hữu ích, nó hay, thì anh em hãy chụp lại cái màn hình để cho anh em gọi là lưu lại những cái thông tin này, cái cách đầu tư dựa theo phương pháp DCA giá DCA đúng không ạ. Đấy, nó có hai cái DCA không quan tâm đến giá, không cần quan tâm đến giá luôn, và DCA quan tâm đến giá tăng này, quan tâm đến giá giảm đó, ba cái đấy là một đó. Thì anh em hãy chụp nó lại, lưu lại để gọi là nghiền ngẫm, cũng như là khi mà anh em áp dụng thì anh em cứ lôi ra đó, để xem là mình đã áp dụng đúng hay chưa.
Đó. Thì đây nữa là anh có thể lưu lại cái phần này, là anh có thể chụp phần này là 4 tiêu chí cơ bản để chọn mua một cái dự án DCA giá rẻ. Đó, được chưa? Đó, anh em phải chụp thêm cái phần này nữa nhá. Đấy, anh em hãy chụp lại phần này nữa, chụp màn hình nhé. Đấy, để lưu nó lại. Đó, được chưa? Đó. Thì vừa rồi đó là cái phần mà mình cũng như là đã chia sẻ với anh em về cái sơ bộ về cái phương pháp gọi là đầu tư. Đó, phương pháp mà đầu tư hiệu quả đấy, lợi nhuận cao, được chưa? Đó, thì đấy là cái buổi mà mình chia sẻ ngày hôm nay.